15 tháng 6 năm Quý Mão, chùa Hảo Hòa Tự, phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã tổ chức dặm vá, sửa chữa và gia cố đoạn đường giao thông khu vực Long Châu đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng. Hơn 30 nhân công tham gia là các thiện nguyện viên thuộc tổ từ thiện Hảo Hòa Tự do ông Cũng Văn Dũng làm tổ trưởng. Ông Phạm Văn Xuân, trị sự viên ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo phường Tân Lộc cũng có mặt tại công trường thi công. Đây là lần thứ hai tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự thực hiện dặm vá, sửa chữa đoạn đường này. Kinh phí mua nguyên liệu vật tư do bà con địa phương đóng góp, trong đó ông Huỳnh Văn Cọp, chủ tiệm cắt cọp ở chợ Long Châu là người tổ chức vận động quyên góp nhiều nhất. Làm bởi vì nó cũng đạt cái lắm rồi, thì cũng thay mặt thì khu vực Long Châu cảm ơn với tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự nha, lên chung tay tiếp con được con đường cho nó sạch đẹp cho bà con đi. Rồi cũng cảm ơn mấy nhà mạnh thường quân trong nhà ngoài nước cũng gửi tiền cho con làm cũng được con lộ nó láng lại sạch sẽ cho bà con đi, cái lui cho mấy đứa em đi học nữa. Tiền ở đây với anh em ở đây là hết luôn, là cũng cỡ năm mấy 60 triệu, nhưng mà con cái là nó hơi thiếu hụt rồi nhờ với tổ từ thiện ở dưới ta tiếp thêm được 2 thùng nhựa nữa, thì cũng có danh sách cũng ghi lại trên rồi, nó cũng có gửi lại cho anh em rồi, cũng có danh sách đàng hoàng. Thì nữa có đợt sau nữa có làm những cái chương trình gì đó thì nhờ anh em cũng chung tay làm với chùa Hảo Hòa Tự, mà anh em mình chung tay lại người thì phát tâm thiện thì chung tay với em này làm để có con đường nào hư thì đợt sau thì chung tay anh em làm thì cũng ít lòng nhiều vậy đó, 50% gì cũng được, thì sau này mình làm lại cho con cháu mình đi sạch đẹp hơn, nếu con mấy đường nông thôn ở trong mình đường đất rồi đó, thì sau này có làm thì mình sẽ vận động lại. Cảm ơn rất nhiều. Nhiều bà con sinh sống ven đường đã hỗ trợ thức ăn, nước giải khát cho các thiện nguyện viên. Tính từ đầu năm đến nay, tổ từ thiện Hảo Hòa Tự đã đóng góp hàng ngàn ngày công cho các hoạt động thiện nguyện, cất mới 7 căn nhà tiền chế cho các gia cảnh nghèo, thu hái hơn 20 tấn thuốc nam cho phòng thuốc từ thiện. Ông Cũng Văn Dũng, tổ trưởng tổ chức nhà từ thiện chùa Hảo Hòa Tự nói: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày rằm tháng 6, tổ từ thiện chùa Hảo Hòa Tự, phường Tân Lộc có trở lại Long Châu để tưới nhựa cù. Dự định 3 phi nữa là đủ. Nhưng hiện tại bây giờ đã tưới xong 3 phi mà đoạn đường vẫn chưa giáp vì ổ gà đã hư quá nhiều. Vì vậy cù lại khi nào có đủ ngân sách sẽ làm thêm nữa. Và hôm nay tổng số anh em đi được cả tầm khoảng 30 ngoài người. Thay mặt tổ từ thiện chân thành cảm ơn các anh em đã góp sức trong ngày hôm nay. Và xin cảm ơn các mạnh thường quân đã đóng góp cho có tiền để mua nhựa đổ sửa đường trong đoạn đường này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Thank you.